Xin chào tất cả các em và chào mừng các em đã quay trở lại với lời dạy 2.com. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục một bài học tiếp theo trong Unit 3 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 French Global, bài học 3C về kỹ năng listening, kỹ năng nghe nhé. Chủ đề hôm nay sẽ là advertising, tức là những quảng cáo ở trên TV. I can predict what I'm going to hear. Tôi có thể dự đoán được những gì mà mình chuẩn bị nghe, mà mình sắp nghe. Rồi, phần đầu tiên thì sẽ là một phần speaking, phần kỹ năng nói. Mình sẽ phải work in pairs, do the slogans with, then decide which slogan is the best in your opinion, say why. Rồi, mình sẽ có đấy là làm việc theo cặp, làm các câu đố về khẩu hiệu. Sau đó thì mình sẽ phải quyết định xem khẩu hiệu là tuyệt nào là tuyệt nhất theo bạn và hãy nói lý do là tại sao, đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ có 6 câu, 7 câu khẩu hiệu và với các sản phẩm lần lượt đó là sports clothes, quần áo thể thao này, a car, một chiếc xe này, a computer, một cái máy tính này, a credit card là thẻ tín dụng này, đúng không? A phone network là mạng điện thoại di động này, có a hair products là sản phẩm cho tóc này và sweets là sản phẩm đồ ngọt, đúng không? Rồi, thế thì ở đây mình sẽ có một là the ultimate driving machine, là cỗ máy tối thượng. Mình sẽ có driving là thiên về việc lái xe, thì mình sẽ đi với be a car, đúng không? Câu số 2 là because I'm worth it, bởi vì tôi xứng đáng, thì mình sẽ nối với a hair products là một sản phẩm cho tóc. 3 là just do it, hãy cứ làm đi, đúng không? Thì mình có thể đi với sports clothes, một khẩu hiệu về thể thao á. Don't leave home without it. Đừng rời khỏi nhà nếu mà không có nó. Cái gì mà không thể rời nếu mà không ra khỏi nhà nếu mà không có nó nhỉ? Thường thì mình sẽ hay nói đến tiền, đúng không? Nên nó sẽ rất là phù hợp để nối với một cái credit card, là một cái thẻ tín dụng. Rồi credit card 4 thì sẽ đi với D. 5 này, melts in your mouth, not in your hands, là tan chảy ở trong miệng chứ không phải trong lòng bàn tay. Đó sẽ là quảng cáo kẹo ngọt, đúng không? Sweets. 6 thì sẽ đi với G này. Và cuối cùng mình sẽ có là gì? Think different, nghĩ khác biệt, đúng không? Thì chắc chắn là sẽ đi với a computer. 7 sẽ là C. C, okay. Think different. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển sang bài số 2 này. Read the listening strategy. You are going to hear an advertisement for bread. What kind of language do you think you will hear? Choose one from the list below. Đọc phần chiến thuật nghe, đúng không? Bạn sẽ nghe một đoạn quảng cáo về bánh mì. Bạn nghĩ là bạn sẽ nghe được kiểu ngôn ngữ nào, đúng không? Chọn một trong những cái phần nghe ở danh sách phía dưới. Rồi ở đây mình sẽ có các ngôn ngữ language for agreeing and disagreeing. Ngôn ngữ dùng để đồng ý và phản đối. B là giving directions, là chỉ đường. C là narrating events, tường thuật sự kiện. D complaining, phàn nàn, than phiền. Và persuading là thuyết phục, đúng không? Rồi trước khi nghe thì cô sẽ đọc phần và mình sẽ đọc và dịch phần chiến thuật nghe nhé. Rồi phần chiến thuật nghe này. In listening tasks, the instruction and questions usually give you some idea of the kind of topic and the kind of language you are going to hear. Trong bài nghe, các hướng dẫn và câu hỏi thường cho bạn vài suy nghĩ về thể loại của chủ đề và loại ngôn ngữ mà bạn sắp nghe. Reading them carefully before you listen will help you to tune in. Đọc kỹ càng, đúng không? Đọc chúng kỹ càng trước khi nghe sẽ giúp bạn nghe được dễ dàng hơn. Okay. Ngay, sorry. Trong phần 2 thì mình sẽ chưa phải nghe ngay mà mình sẽ chỉ phải đoán, đúng không? Đoán xem là mình sẽ nghe phần nào, đúng không? Nó sẽ là thuộc cái phần ngôn ngữ nào. Thế thì ở đây có thể là một đoạn quảng cáo hoặc là gì đấy. Thì cô nghĩ là nó sẽ thuộc là persuading, tức là ngôn ngữ dùng để thuyết phục, đúng không? Persuading, ngôn ngữ dùng để thuyết phục thì các em có thể là cô dự đoán là nó sẽ là E, persuading. Rồi tiếp theo này, phần số 3 này. Listen to advert and complete these phrases. Write 1 to 3 words for each gap. Do these phrases support your answer to exercise 2? Rồi đến bài này thì mình mới thực sự lắng nghe này, đúng không? Mình sẽ phải lắng nghe đoạn quảng cáo và hoàn thành các cụm từ sau. Viết một đoạn
1 đến 3 từ cho mỗi chỗ trống. Những cụm từ này thì có hỗ trợ câu trả lời của mình ở trong bài số 2 hay không, đúng không? Là xem là nó có giống với bài số 2 mà mình đã lựa chọn hay không. Thế thì bây giờ mình sẽ nghe đoạn 3 nhé. Sẽ hơi khó tìm một xíu, em đợi cô một chút này. Track 1.35. Your toast's ready. But I hate brown bread. Just try it. Do I have to? Okay, just one bite. Mmm, not bad. It tastes like white bread. I know, but it's 100% organic wholemeal. Really? Well, it tastes great. Do you want the goodness of brown bread, but the taste of white bread? Why not try Hathaway's new organic bread? It's baked from 100% wholemeal flour with a delicious natural taste. It's perfect for sandwiches and toast, and it gives kids the energy they need for a busy day. Ask for Hathaway's organic wholemeal, a delicious and convenient food for all the family. Start the day with Hathaway. Ok, một đoạn quảng cáo bánh mì đúng không? Cô sẽ dịch lại nhé. Your toast ready. Người mẹ nói là bánh mì nướng của con sẵn sàng rồi này. Cậu con trai nói là gì? But I hate brown bread. Nhưng con ghét bánh mì đen lắm. Cứ thử đi con. Con trai nói là con có phải cần thiết không? Ok, chỉ một miếng bé thôi nhé. Sau đó cậu ấy ăn và cậu ấy nói là không tệ, nó ăn giống như là bánh mì trắng vậy. Đúng không? Bánh mì trắng là bánh mì sandwich bình thường á. Mẹ nói là đúng vậy mà, nhưng mà nó là 100% yến mạch organic, là yến mạch tự nhiên đúng không? Thật sao, nó ăn rất là tuyệt đúng không? Mẹ nói là sau đó thì mình có một cái giọng quảng cáo chèn vào đúng không? Đây mới là đoạn thuyết minh quảng cáo cho cái bánh mì này đúng không? Đấy là gì? Bạn có muốn một cái loại bánh mì đen nhưng mà ăn giống hệt như bánh mì trắng hay không? Tại sao mà không thử cái món bánh mì nguyên chất của Hathaway mới đúng không? Nó được nướng 100% từ bột yến mạch nguyên cám với một cái hương vị tự nhiên nhất, và nó rất là hoàn hảo để làm bánh mì kẹp hoặc là bánh mì nướng đúng không? Nó sẽ mang tới năng lượng cho con của bạn cả ngày, cho cả ngày bận rộn đúng không? Hãy mua thử bánh mì nguyên cám tự nhiên của Hathaway, một bữa sáng vừa ngon vừa tiện cho cả gia đình đúng không? Hãy bắt đầu ngày mới của bạn với Hathaway. Đó, thì đây là một đoạn quảng cáo bánh mì rất là thú vị, và ngôn ngữ ở đây chắc chắn là ngôn ngữ mà chúng ta thấy là persuading, tức là thuyết phục các em đưa lại cái lý do là tại sao mình lại nên ăn cái bánh mì đen này đúng không? Lý do là gì? Rồi thì đây mình sẽ điền là gì? Câu số 1 là gì? Why not try? Why not try Hathaway's new organic bread? Tại sao không thử món bánh mì tự nhiên mới của Hathaway đúng không? Câu số 2 thì mình sẽ dùng là gì? It's perfect. It's perfect for sandwiches and toast. Nó là hoàn hảo để làm bánh mì kẹp và bánh mì nướng. Câu số 3 mình sẽ điền là gì? Ask for Hathaway's organic wholemeal. Hãy tìm mua bánh mì nguyên cám tự nhiên của Hathaway. Và câu số 4 thì mình sẽ có là gì? Start
Start the day with Hathaway. Đây là câu slogan cuối cùng của bài đúng không? Bắt đầu một ngày mới với Hathaway. Okay, đấy nó giống như một cái slogan vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển sang bài số 4 là một phần speaking. Okay. In pairs, take turns to ask and answer questions below about advert in exercise 3. Phần này thì mình sẽ phải thay nhau đúng không? Hỏi và trả lời những cái câu hỏi ở bên dưới về đoạn quảng cáo mà mình vừa nghe được ở trong bài số 3. Những câu hỏi mình sẽ cần phải trả lời lần lượt thế là: Is it a good advert in your opinion? Why? Why not? Đây có phải là một quảng cáo tốt hay không theo quan điểm của bạn? Tại sao và tại sao không? Is it aimed at children or adults? Quảng cáo này nhắm tới đối tượng là trẻ em hay là người lớn? Và câu cuối cùng, câu 3, which extract from exercise 3 do you think is a slogan? Đoạn nào trong bài số 3 thì bạn nghĩ là đó là khẩu hiệu, đó là câu slogan của cái nhãn hiệu này? Đấy. Rồi thì cô sẽ trả lời ra phần giấy này, các em có thể dễ theo dõi hơn nhá. Đây là mình sẽ là bài số 4 này. Câu 1, is it good advert? Đây có phải là một quảng cáo tốt hay không? Mình sẽ nói là in my way of thinking. In my way of thinking, this is a good advert as it attract my attention. My attention about a new kind of bread. Rồi, theo ý kiến của tôi đúng không? Theo suy nghĩ của tôi thì đây là một quảng cáo tốt bởi nó thu hút sự chú ý của tôi về loại bánh mì mới. Rồi, câu số 2 là đối tượng nhắm đến là ai đúng không? It aims at adults. Đối tượng nhắm đến ở đây là đối tượng người lớn. Và câu số 3 là câu nào là câu slogan? Thì mình nghĩ đấy là câu cuối cùng đúng không? Start the day with Hathaway. Nghe rất là vần đúng không? Day và way đúng không mình? Những cái câu slogan thường nó sẽ hay có vần như thế. Hãy khởi đầu ngày mới cùng Hathaway. Hãy bắt đầu ngày mới cùng với Hathaway. Đây là câu khẩu hiệu của họ. Rồi mình sẽ chuyển sang bài số 5 này. Read the situations 1 to 3 below. What kind of language from exercise 2 A to E would you expect to hear in each situation? Mình sẽ phải đọc các tình huống từ 1 đến 3 bên dưới. Thể loại ngôn ngữ nào trong bài tập số 2 từ ý A đến ý E, đây, A, E đây, mà bạn mong chờ hoặc là bạn mong được nghe trong các trường hợp phía dưới đây, đúng không? Đây thì mình sẽ có là các trường hợp là an advertising executive in a business meeting, một quản trị tiếp thị trong một buổi họp doanh nghiệp, đúng không? Tiếp theo mình sẽ có là gì? Somebody telling a friend what happened earlier. Ai đó đang nói với một người bạn chuyện gì đã xảy ra trước đó. Và cuối cùng mình sẽ có là gì? Somebody trying to follow a sat nav. Một ai đó đang cố gắng theo dõi hệ thống định vị vệ tinh, đúng không? Thế thì ở đây trong trường hợp đầu tiên, một chuyên gia quảng cáo, một chuyên gia tiếp thị ở trong cuộc họp thì có thể là họ sẽ dùng ngôn ngữ là gì? Agreeing and disagreeing, là đồng ý và phản đối. Và sau đó thì có thể họ sẽ dùng ngôn ngữ là thuyết phục, đúng không? Persuading, thuyết phục ai đó dùng sản phẩm của mình chẳng hạn. Đó thì cũng sẽ ghi ở đây tạm đáp án là A và E đi ha. Đây là mình là dự đoán thôi, có thể nó đúng, có thể nó sai. Thì một lát nữa mình nghe mới kiểm tra được, nhưng mà bây giờ mình hãy dự đoán nó. Somebody telling a friend what happened earlier. Nói với ai đó một cái việc gì mà đã xảy ra rồi, đúng không? Thì có thể là ở đây mình có một cái sự
Ý C là gì? Narrate, narrating events là tường thuật sự kiện, đúng không? Chắc chắn là C rồi, kể một việc đã xảy ra mà tường thuật lại mà. Cuối cùng thì mình có là somebody trying to follow a sat-nav. Ai đó đang theo dõi hệ thống định vị vệ tinh. Đó, thì mình có ở đây là giving directions là chỉ đường, đúng không? Thì mình cứ mạnh dạn điền vào đây là B. Ok. Rồi, nào bây giờ mình sẽ nghe và kiểm tra lại đây này, phần số 6. Now listen to three situations, match them with sentences A to D below. There is one extra sentence. Mình sẽ phải nghe, đúng không? Mình sẽ phải nghe ba cái tình huống vừa rồi, sau đó thì nối chúng với những cái câu ở phía bên dưới từ A đến D, đúng không? Sẽ có một cái câu mà bị thừa ra. Ok, cô sẽ dịch qua các câu này trước này. A này, not everyone is happy with the final decision. Không phải tất cả mọi người đều vui vẻ với quyết định cuối cùng. B, one of the speakers was very unlucky. Có một người nói thì rất là không may mắn. C này, this person finds it impossible to make a decision. Người này cảm thấy không thể đưa ra quyết định được. Và D này, this person gets confused and cross. Người này cảm thấy rất là khó hiểu và trở nên cáu giận. Okay. Bốn tình huống như thế thì bây giờ mình sẽ cùng nghe cái đoạn hội thoại này xem là như thế nào này. Mình sẽ có ba đoạn hội thoại khác nhau. Đây sẽ là tape 1.36. Rồi. Track 1.36. 1. So, how did it go? Not very well. For a start, I arrived late. Oh no, why? My taxi broke down. Can you believe it? How awful. That's really bad luck. So I had to run to the interview. I looked a mess when I arrived. How annoying. And I answered the questions really badly. Well, maybe you did okay. It's difficult to know. Not this time. But you're great at your job. Thanks. But I'm disappointed because I did badly in the interview. It's a shame. Good jobs in advertising are very hard to find. Well, never mind. You'll get another chance. Sometimes when one door closes, another opens. Rồi, ok, mình sẽ có hai nhân vật ở đây là nhân vật nam và nhân vật nữ. Là nam thì hỏi bạn nữ là nó diễn ra như thế nào? Nhân vật nữ thì nói là không tốt lắm. Sorry các em. Không tốt lắm. Lúc đầu thì tôi còn đến muộn. Người nam mới nói là tại sao? Bởi vì taxi của tôi bị hỏng. Bạn có tin được không? Cậu có tin được không? Tệ làm sao? Nó thật là đen đủ, đúng không? Đúng vậy, sâu nên là tớ phải chạy tới buổi phỏng vấn. Và tớ nhìn rất là lộn xộn khi mà đến nơi. Thật là phiền phức. Và khi mà tớ trả lời câu hỏi thì nó rất là tệ hại. Có thể là bạn làm ổn đó, rất là khó để biết mà, đúng không? Bạn nữ trả lời là không phải lần này. Bạn nam nói tiếp là nhưng mà bạn đã làm rất là tốt công việc của mình rồi. Bạn nữ nói là cảm ơn nhưng mà tớ rất là thất vọng, bởi vì là tớ làm rất là tệ trong cuộc phỏng vấn lần này, rất là xấu hổ. Những cái công việc tốt ở trong cái giới giải trí này thì rất là khó để tìm kiếm, đúng không? Dưới quảng cáo rất là khó để tìm kiếm. Bạn nam nói là gì? Thôi đừng để tâm mà, đúng không? Bạn sẽ có cơ hội khác. Đôi khi thì khi cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở ra, đúng không? Thì đây mình thấy là nó rất là phù hợp với ý B, đúng không? Một thì sẽ có thể là đi với B bởi vì là bạn này rất là đen đủi, bạn ấy bị hỏng xe, đúng không? Bạn nữ bị hỏng xe, very unlucky, thì mình sẽ thấy là rất là phù hợp ở đây. Thế, bây giờ cô sẽ bật tiếp đoạn băng số 2 này, các em chú ý theo dõi nhé. 2. At the traffic lights, go straight on. Traffic lights? What traffic lights? There aren't any traffic lights. Turn left. Oh, okay. Turn right. Right? You said left. In 50 meters, turn right. 50 meters? 50 meters? There isn't a road. This is so confusing. Turn right now. How can I turn right when there isn't a road? How can I?
I don't understand. Error. You have followed an incorrect route. Recalculating. This is impossible. I'm exhausted. I'm turning the sat-nav off. Goodbye. Ok, một đoạn rất là buồn cười. Ở đây mình sẽ có hai nhân vật là sát nav, là hệ thống vệ tinh chỉ đường, và nhân vật người đàn ông, man. Rồi, đầu tiên là nó đưa ra cái chỉ dẫn cho người đàn ông là gì? Ở đèn giao thông tiếp theo, hãy đi thẳng. Người nam nói là đèn giao thông à? Đèn giao thông nào? Tôi không nhìn thấy đèn giao thông nào cả. Hệ thống nói là gì? Rẽ trái. Ok, rẽ phải. Phải à? Sao bạn vừa bảo là rẽ trái cơ mà? 50 mét nữa, rẽ phải. 50 mét, nhưng mà ở đấy không có đường. Thật là khó hiểu. Rồi tín hiệu vệ tinh nói tiếp là gì? Rẽ phải ngay bây giờ. Người nam cáu lên và nói là gì? Tôi làm sao tôi có thể rẽ phải được trong khi ở đây không có đường? Làm thế nào? Tôi không thể hiểu nổi, đúng không? Cái vệ tinh nói tiếp là error là gì? Có lỗi xảy ra, đúng không? Bạn đã không đi theo chỉ dẫn đúng. Đang tính toán lại, người nam cáu lên và nói là gì? Điều này là không thể, tôi kiệt sức rồi, tôi sẽ tắt hệ thống định vị đi. Và hệ thống định vị nó là gì? Tạm biệt, goodbye. Ồ, ok, mình thấy là người đàn ông đây rất là bối rối và sau đó là trở nên tức giận, đúng không? Thì nó rất là phù hợp với ý này. D đúng không? Thì đây mình sẽ điền số 2 này. Rồi 2D. Rồi nghe tiếp đoạn cuối cùng này. Rồi sau đây sẽ là đoạn số 3 nhá. Con sẽ bật đoạn băng số 3 này, các em chú ý lắng nghe nhá. This is the slogan for the new online advert. Yoga holidays, put your feet up. And the picture shows a woman standing on her head in a yoga position. Do you see? It's a play on words. Put your feet up, as in relax, but her feet are in the air. I'm really happy with that slogan. I'm not very keen on it. She looks a bit uncomfortable to me. Have you got any other ideas? Well, we thought of a few others, but we rejected them. Some were inappropriate, others were just a bit boring. Can you tell us what they were? Yes, of course. Our first idea was just yoga. Learn to relax. Ooh, I like that. I don't think it's boring. It's clear. It's simple. I think you're right. It's perfect. Don't you think the new one is more amusing? No, definitely not. Well, of course, it's your decision. Okay, mình thấy là đây là một đoạn hội thoại nói về một, chọn một câu slogan cho một trung tâm yoga, đúng không? Rồi, người... chuyên viên quảng cáo nói là gì nào? Đây là cái câu khẩu hiệu mới cho chiến dịch quảng cáo online mới, Yoga Holidays, kỳ nghỉ yoga. Put your feet up là gì? Hãy nhấc chân của bạn lên, đúng không? Và bức tranh thì sẽ trình chiếu một người phụ nữ mà sẽ đứng bằng đầu trong một tư thế yoga, đúng không? Là trồng cây chuối á. Khách hàng chưa đồng ý lắm. Nhân viên nói tiếp là gì? Bạn có thấy không, đúng không? Đây là một câu chơi chữ. Put your feet up là đưa bạn chân của bạn lên. Sau đó là gì? Relax là thư giãn đi, đúng không? Nhưng mà chân của cô ấy thì lại ở trong không khí. Và tôi rất là hài lòng với cái khẩu hiệu này. Khách hàng nói là gì? Nhưng mà tôi không thực sự thích nó. Cô ấy nhìn có một chút không thoải mái đối với tôi. Bạn có ý tưởng nào khác không? Wow, tôi có một vài ý tưởng khác nhưng mà chúng tôi đều đã từ chối nó. Một vài cái thì rất là không phù hợp, một cái thì rất là tẻ nhạt. Thế thì bạn có thể nói chúng tôi chúng là gì không? Được thôi, ý tưởng đầu tiên là yoga học để thư giãn, đúng không? Rồi, người khách hàng nói là gì? Tôi thích nó đấy, tôi không nghĩ là nó nhàm chán đâu, nó rất là rõ ràng và đơn giản. Tôi nghĩ là anh nói đúng đấy, nó cũng khá là hoàn hảo. Nhưng mà người chuyên viên nói tiếp là gì? Nhưng mà anh không thấy là cái thứ hai thì nghe rất là tuyệt à? Không, nó không hề.
Vâng, được thôi, đó là quyết định của anh mà, đúng không? Cuối cùng thì đây là vẫn là quyết định của anh. Đó, thế thì chúng ta thấy là đây nó sẽ rất là phù hợp với câu A đúng không? Ba thì sẽ là A bởi vì là khách hàng thì rất là vui vẻ với lựa chọn của mình, nhưng mà chuyên gia thì không, đúng không? Cái người chuyên gia quảng cáo ấy thì họ lại không cảm thấy hài lòng với cái lựa chọn này. Rồi trong bài số 6 mình sẽ phải số 7 mình sẽ phải nghe lại này. Listen again, complete the adjectives with the ending that you hear, ed or ing. Rồi mình sẽ phải nghe lại một lần nữa đúng không, và hoàn thành những cái tính từ phía dưới với đuôi ed hoặc là đuôi ing. Thế thì cô sẽ bật lại đoạn 3 cho các em nghe lại nhé. Track 1.36. 1. So, how did it go? Not very well. For a start, I arrived late. Oh no, why? My taxi broke down. Can you believe it? How awful. That's really bad luck. So I had to run to the interview. I looked a mess when I arrived. How annoying. And I answered the questions really badly. Well, maybe you did okay. It's difficult to know. Not this time. But you're great at your job. Thanks. But I'm disappointed because I did badly in the interview. It's a shame. Good jobs in advertising are very hard to find. Well, never mind. You'll get another chance. Sometimes when one door closes, another opens. Two. At the traffic lights, go straight on. Traffic lights? What traffic lights? There aren't any traffic lights. Turn left. Oh, okay. Turn right. Right? You said left. In 50 meters, turn right. 50 meters? 50 meters? There isn't a road. This is so confusing. Turn right now. How can I turn right when there isn't a road? How can I? I don't understand. Error. You have followed an incorrect route. Recalculating. This is impossible. I'm exhausted. I'm turning the sat nav off. Goodbye. Three. So, this is the slogan for the new online advert. Yoga holidays, put your feet up. And the picture shows a woman standing on her head in a yoga position. Do you see? It's a play on words. Put your feet up, as in relax, but her feet are in the air. I'm really happy with that slogan. I'm not very keen on it. She looks a bit uncomfortable to me. Oh. Have you got any other ideas? Well, we thought of a few others, but we rejected them. Some were inappropriate, others were just a bit boring. Can you tell us what they were? Yes, of course. Our first idea was just yoga, learn to relax. Ooh, I like that. I don't think it's boring. It's clear. It's simple. I think you're right. It's perfect. Don't you think the new one is more amusing? No, definitely not. Well, of course, it's your decision. Rồi, chúng ta đã nghe lại, đúng không? Đến lần thứ hai và cũng nhìn transcript rồi. Nên mình sẽ có từ annoying, đúng không? Phiền, rất là phiền. Disappointed, thất vọng, đúng không? Tiếp theo mình có từ confusing, đúng không? Khó hiểu, đúng không? Còn rất là khó hiểu. Confusing, exhausted, đúng không? Kiệt sức rồi, hết sức rồi. À, nhàm chán là gì nào? Boring, đúng không? Nhàm chán. Và amusing, đúng không? Nghe có rất là hấp dẫn hơn, đúng không? Amuse, hấp dẫn, hay, đúng không? Và mình sẽ chuyển sang bài cuối cùng này, bài số 8. Write and perform your own TV advert in groups. Choose from the products below or use your own ideas. Think of 5 adjectives to describe your product and make up a good slogan.
viết và trình diễn quảng cáo TV theo nhóm, đúng không? Chọn một các sản phẩm, một trong những sản phẩm phía dưới hoặc là sử dụng ý tưởng của bạn, nghĩ ra 5 tính từ để mô tả sản phẩm và tạo ra một cái khẩu hiệu tốt. Hiện nay một cái khẩu hiệu tốt. Những các sản phẩm họ gợi ý cho mình sẽ là gì? Computer game, game chơi trên máy tính này, electric car, xe điện này, fruit snack, snack từ hoa quả này, online language course là khóa học ngôn ngữ trực tuyến, smartphone, điện thoại thông minh, sports club, câu lạc bộ thể hình, và trainers là giày chạy hoặc là giày thể thao. Đây mình sẽ chọn sản phẩm là trainers nhé, giày thể thao nhé. Rồi, đây cô sẽ viết là advert for trainers, quảng cáo cho giày thể thao. Đi, mình sẽ có là this kind of trainers is very worth to buy. Rồi, mẫu giày chạy này hoặc mẫu giày thể thao này rất đáng để mua. It helps you It helps you run faster. Run faster and lighter. Your feet are smoother. Rồi, nó sẽ giúp bạn chạy nhanh và nhẹ hơn, chân bạn sẽ mượt mà hơn, đúng không? Đây là sẽ quảng cáo về mẫu giày chạy mà mình có thể sử dụng để trao đổi với các bạn ở trong nhóm chẳng hạn. Rồi, trong bài vừa rồi thì chúng ta đã học được rất là nhiều kỹ năng nghe và nói về những cái quảng cáo ở trên TV, đúng không? Mong rằng là các em sẽ áp dụng nó được trong các bài học ở trên lớp và các bài học tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.